Đại tướng Tô Lâm sẽ rời Bộ Công an, ai sẽ là người kế nhiệm? Triết Lý Tinh Hoa xin mến chào quý vị cô bác. Quý vị thân mến, thời gian qua có nhiều người dự đoán Đại tướng Tô Lâm sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tân chủ tịch nước. Thế nhưng, số hỏi lớn đặt ra đó là người đủ tài trí kế nhiệm ông là ai không hề dễ dàng. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, công cuộc chống tham nhũng lại rực cháy hơn bao giờ hết. Và xin mời quý vị đón xem video dưới đây để có thêm góc nhìn dự đoán gương mặt vàng sẽ kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm khi Đại tướng Tô Lâm rời Bộ Công an nhé. Đại tướng Tô Lâm là nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Ông sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy, học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền, tham gia cách mạng vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966 đến 1975 cho tới khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Thời kỳ 1993-2006, Tô Lâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, viết tắt là A63, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, viết tắt là A64, thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ, rồi Bộ Công an. Năm 2006, Tô Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Bộ Chính trị cũng bổ nhiệm ông giữ vị trí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, cũng trong năm này, ông được bầu làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đại tướng Tô Lâm đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc phòng chống tội phạm, tình hình tội phạm được kiềm chế, không để phát sinh những phức tạp lớn, trật tự an toàn xã hội từng bước có chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác phát hiện, điều tra án kinh tế, tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, có dấu ấn lan tỏa, cảnh tỉnh, răn đe. Các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là liên quan đến không gian mạng, đã được nhận diện và từng bước phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, đạt kết quả bước đầu. Hành vi tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực đã được phát hiện, điều tra xử lý nghiêm với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Điển hình là vụ tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Phúc Sơn. Chính phủ nhận định tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn ra phức tạp. Nổi lên là các hành vi tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng dự án bất động sản gây bức xúc dư luận. Vi phạm quy định về quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá với thủ đoạn thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu với đơn vị thẩm định nhằm tham nhũng, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước cũng nổi lên. Cạnh đó là vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, có sự cấu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng. Trong khi tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương. Tội phạm trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại tài sản lớn. Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm diễn ra phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Đại tướng Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo công cuộc tiếp tục tăng cường đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế,
tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, làm tốt công tác thanh loại, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, nhất là qua đấu tranh phòng chống tham nhũng đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, thu hồi được nhiều tài sản cho nhà nước. Tham mưu đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện thể chế pháp luật, giúp cho toàn đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị nhận thức rõ việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trở thành xu thế không thể đảo ngược, không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Có thể nói rằng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thực sự đã có đóng góp to lớn trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ngăn chặn kịp thời hành vi gây tổn hại thất thoát cho nhà nước. Vậy nên nếu ông Tô Lâm giữ chức tân chủ tịch nước, thì ai sẽ là người kế nhiệm, tiếp tục điều hành vị trí của ông tại Bộ Công an đang là dấu hỏi lớn. Và có hai giả thiết được đặt ra, đó là hai vị lãnh đạo có xuất thân từ ngành công an dưới đây. Một, ông Nguyễn Hòa Bình, hiện đang giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông là một trong những hạt giống đỏ, con em của cán bộ cách mạng miền Nam Việt Nam ra Bắc học tập tại trường học sinh miền Nam. Cha ông là Nguyễn Lựu, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 59 Liên khu 5 thời kháng chiến chống Pháp. Anh trai là liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Con trai cả của ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983, vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 7 tháng 2 năm 2024. Ông hiện là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ông từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng là Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam trước khi chuyển sang ngành dân sự. Ông có bằng tiến sĩ luật, có học hàm giáo sư. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Từ ngày 6 đến 8 tháng 5 năm 2020, ông là chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Phiên tòa này được sự quan tâm từ dư luận vì đây là lần đầu tiên chưa có tiền lệ mở phiên giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trực tiếp làm chủ tọa phiên tòa. Chánh án cũng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ký bác kháng nghị trước đó. Diễn biến phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và luật sư trình bày loạt sai sót, mâu thuẫn trong quá trình điều tra, tố tụng và đề nghị hủy bản án trước đây để tiến hành điều tra lại. Chủ tọa Nguyễn Hòa Bình tuyên y án tử hình. Dư luận sau phiên tòa tỏ ra thắc mắc xung quanh kết quả, đặt ra nhiều nghi vấn về các bằng chứng kết tội Hồ Duy Hải. 2. Ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ngành điều tra tội phạm. Ông đã từng có những chia sẻ về công tác chống tham nhũng, đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo, của nhân dân và báo chí. Sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt. Đây là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo về mặt chính trị và tạo động lực to lớn, là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Ông Phan Đình Trạc đánh giá, nếu không có quyết tâm, không có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu, sự đồng lòng thống nhất cao, sự nêu gương của cả tập thể ban chỉ đạo,
thì chắc chắn cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không đạt được kết quả như vừa qua. Đây là bài học rất quý mà chúng ta rút ra từ công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian vừa qua. Sự quyết tâm, quyết liệt của Ban chỉ đạo thể hiện ở sự kiên trì, kiên quyết, không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu bất kỳ sức ép của cá nhân tổ chức nào không trong sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo. Vâng, thưa quý vị, cô bác, câu trả lời cuối cùng rằng ai sẽ lên làm chủ tịch nước vẫn chưa có được kết luận chính thức và mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất tới quý vị. Còn quý vị có suy nghĩ hay dự đoán gì về điều này? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Bàn về thói xu nịnh và giá trị ảo. Chủ trì phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban đã nhấn mạnh không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14 những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Thực tế chỉ ra rằng, lãnh đạo cơ quan mà ưa xu nịnh thì dần dần sẽ không biết được thực chất công việc, thực chất cơ quan, thực chất năng lực cũng như đạo đức của cán bộ dưới quyền và ngay cả thực chất chính bản thân mình. Một cơ quan tổ chức để thói xu nịnh lộng hành, lấn lướt thì sẽ không còn những ý kiến ngay thẳng, không còn những tham mưu đúng đắn mà tất cả chỉ nhất nhất lắng nghe lãnh đạo, làm theo ý lãnh đạo, bất chấp điều đó là hợp lý hay không hợp lý, đúng hay sai. Đó cũng chính là biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không tranh đấu. Vì có kẻ ưa nịnh nên mới có kẻ xu nịnh. Kẻ xu nịnh dễ được ưu ái, trọng dụng, cất nhắc, thăng quan tiến chức, lên lương, khen thưởng. Kẻ xu nịnh và kẻ ưa nịnh dễ liên kết với nhau tạo thành lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực. Kẻ xu nịnh bất chấp thủ đoạn, miễn đạt được mục đích, thường là chi nhiều tiền để hối lộ, không tiếc lời khen ngợi, bốc thơm kẻ ưa nịnh. Thậm chí mọi thói quen, sở thích của lãnh đạo cũng được kẻ xu nịnh nghiên cứu rất kỹ, chăm sóc chu đáo, ngợi ca. Nào là đánh tennis, dũng mãnh, đánh gốp thần sầu, nào là câu cá sát thủ, nào là chơi đồ cổ tinh tế, vân vân. Rồi cung phụ, nào là rượu ngon, xì gà xịn, tiệc tùng liên miên. Mọi việc của gia đình lãnh đạo sẽ được săn sóc chu đáo, tận tình, từ dỗ Tết đến việc hiếu hỉ, ốm đau, những ngày kỷ niệm. Đặc biệt, những người thân của lãnh đạo sẽ được chiều chuộng hết mức để qua đó kẻ xu nịnh lấy lòng sếp và người thân. Kẻ xu nịnh và kẻ ưa nịnh đều tự hủy hoại nhân cách của mình, làm băng hoại đạo đức xã hội, làm hại người tốt, gây mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, tổ chức, gây ra tệ tham nhũng, tiêu cực, chạy trọt. Thủ trưởng ưa xu nịnh lại chuyên quyền, công tác phê bình và tự phê bình kém hiệu quả là một trong những lý do dẫn tới sự tê liệt của các tổ chức đảng. Đến một ngày nào đó, chính lãnh đạo ưa nịnh sẽ há miệng mắc quai khi ngập sâu vào quan hệ tiền bạc và đặc biệt là một số quan hệ thầm kín, bất chính với kẻ xu nịnh, đành đâm lao phải theo lao, chịu sự điều khiển của kẻ đã nịnh mình và thế lực sống. Do đó, nhận diện và có những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn thói xu nịnh trong cơ quan, tổ chức là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để làm được điều đó, cần phải quan tâm các nội dung sau. Một là, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, trong đó có tệ xu nịnh. Hai là, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và cơ quan, đơn vị làm công tác cán bộ phải kiên quyết đấu tranh chống tệ xu nịnh, không bố trí, đề bạt cán bộ xu nịnh và ưa nịnh. Tuy khó có thể xử lý hành vi nịnh bợ bằng quy định pháp luật, nhưng có thể điều chỉnh bằng đạo đức công vụ và quy định của Đảng. Ba là đấu tranh chống tệ xu nịnh bằng việc thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình,
lấy dư luận xã hội rộng rãi lên án mạnh mẽ tệ nạn này. Tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức quần chúng, báo chí, văn học, nghệ thuật cần có tiếng nói mạnh mẽ, trực diện trước những biểu hiện của tệ xu nịnh. 4 là giải pháp quan trọng bậc nhất chính là cách hành xử đúng đắn của người làm lãnh đạo, quản lý. Đức độ và tài năng của người lãnh đạo không chỉ biểu hiện ở sự điều hành đơn vị, tổ chức, cơ quan, mà đặc biệt trong công tác cán bộ còn phải có con mắt tinh đời, nhìn rõ ngay san, phải nhanh chóng phát hiện ra những con sâu xu nịnh để phòng ngừa và loại bỏ chúng. Tuyệt đối tránh xa bẫy của kẻ xu nịnh và càng không bao giờ cất nhắc kẻ xu nịnh. Nhà lãnh đạo giỏi là người biết phát huy sức mạnh tập thể, coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, dùng tai mắt của quần chúng trong đơn vị, dư luận của nhân dân mà tham vấn, xem xét, đánh giá con người, chứ không thể nhìn một chiều bằng cảm xúc cá nhân của mình trong công tác nhân sự. Tóm lại, phải có giải pháp ngăn chặn để xu nịnh không thể trở thành một phong cách, một phương thức hữu hiệu đưa cán bộ có năng lực yếu, đạo đức kém tiến thân và là chất xúc tác cho tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm truyện ngắn có tên Chị Thoàn của tác giả Phạm Xuân Hậu. Chị Thoàn nổi tiếng ở làng tôi vì một lẽ, chị nghiện thuốc lào nặng mà lại có rất nhiều người yêu. Trong số những người yêu chị có vài người rất đẹp trai. Khi chúng tôi lớn lên thì chị Thoàn vẫn chưa có chồng. Khi đó, chị đã gần 30 và đang yêu một anh thợ xây người Huế. Anh này là công nhân công ty xây dựng đang thi công ngôi trường cao tầng của xã. Đó là ngôi trường 2 tầng đầu tiên của huyện và cũng là một trong số ít ngôi trường 2 tầng đầu tiên của tỉnh. Trong đám thợ xây trường có anh Thành, dáng thư sinh, da trắng, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên. Chị Thoàn là đoàn viên, được đoàn xã điều đi sàng cát cho công trình và hai người yêu nhau. Khi chị Thoàn giới thiệu người yêu với gia đình để hai người nên duyên vợ chồng, thì ông Ký, bác ruột chị Thoàn phản đối. Lý do ông Ký đưa ra là không rõ lai lịch anh Thành như thế nào. Ông Ký còn yêu cầu anh Thành về quê đưa cha, mẹ hoặc anh ruột, chú bác gì đó đến ra mắt thì mới chấp nhận mối nhân duyên này. Sau đó, ngôi trường xây xong và người ta không thấy anh Thành quay lại. Chị Thoàn khi đó đã bước sang tuổi 30. Thời đó, con gái 30 đã toan về già và thế là chị Thoàn lại thêm một lần lỡ bước. Mẹ chị Thoàn mất khi chị mới chưa đầy 20 tuổi. Hồi nhỏ, chúng tôi thường thấy mẹ chị Thoàn vác giá đi vay gạo hoặc cầm bát tô đi xin nước muối cà về ăn với khoai lang luộc. Thời bao cấp, làng tôi cũng như nhiều làng quê khác. Cái đói luôn rình rập nhiều gia đình và nhà ông Cấu, cha chị Thoàn, là một trong số những gia đình thiếu ăn nhiều nhất. Cha chị Thoàn đã chết hụt một lần. Năm đó, ông Cấu yếu đến nỗi người ta đã làm lễ để chuẩn bị an táng. Nhưng rồi thấy cái khăn màn để trên mặt ông Cấu bỗng dưng phập phồng. Vậy là người ta bón cháo và đổ thuốc bổ cho ông và ông sống thêm 10 năm nữa. Khi chị Thoàn 25 tuổi thì ông Cấu mất. Năm mà ông Cấu chết hụt cũng là năm quê tôi có một trận lụt lớn nhất trong vòng 100 năm qua. Gạo cứu đói, lũ lụt đã hết, khoai cũng không còn. Ông Cấu phải chặt cây đu đủ để rồi muối lên ăn dần. Nghèo khó là vậy mà ông bà cũng nuôi được 5 người con trưởng thành. Trong đó có một chị là giáo viên và một chị là cán bộ ngành thương nghiệp. Chị Thoàn là con út, trên chị còn có chú Hanh. Chú Hanh là thương binh chống Mỹ, sau về làm đội trưởng đội sản xuất. Khi chị Thoàn học hết lớp 7 ở nhà làm ruộng thì chú Hanh làm đội trưởng. Có lần, chị Thoàn hẹn với anh Tiệu, người ở cùng làng, ngồi tâm sự ở đoạn sông vắng. Gần đó có cái lều chăn vịt bỏ hoang, chị Thoàn và anh Tiệu vào lều chăn vịt yêu nhau thì bắt gặp chú Hanh đi qua. Biết là em gái mình đang làm chuyện dại dột, chú Hanh gọi Thoàn về nẹt cho một trận. Sau đó, anh Tiệu đi bộ đội, rồi mất liên lạc luôn với chị Thoàn. Đó là hai mối tình thời thanh niên của chị Thoàn mà chúng tôi biết được. Những chuyện tình khác của chị thì chỉ nghe nói. Ít nhất, đời chị Thoàn đã trải qua 5 mối tình, từ người bằng tuổi chị cho đến người hơn chị 20 tuổi. Mối tình nào cũng sâu đậm
và ai cũng muốn đi đến hôn nhân với chị. Nhưng rồi, những lý do rất trớ trêu ngăn cản họ cho đến năm ngoài 40 tuổi thì chúng tôi vẫn thấy chị Thoàn ở một mình. Chuyện chị Thoàn nghiện thuốc lào cũng để lại nhiều sai thoại cho người làng như chuyện tình của chị. Nghe nói rằng thời thanh niên, chị hút thuốc lén lút vì sợ người đời dị nghị. Nhưng khi đã ngoài 40 thì chúng tôi thấy chị cầm điếu hút như đàn ông thực sự. Chị ngồi bên cửa sổ và xít một điếu thật kêu, bỏ điếu cày xuống chõng tre, chị hà khói ra như một người thợ cày thanh thản, nghỉ ngơi sau buổi làm đồng vất vả. Chị còn thường xuyên uống nước chè xanh. Buổi sáng sau điếu thuốc lào, chị cầm bát nước chè xanh, ngụm một hớp thật ngon rồi mới bắt đầu một ngày đi làm. Người ta nói miệng chị Thoàn hôi vì nghiện thuốc lào, nhưng chưa ai ngửi mồm chị. Cũng có người nói hơi thở của chị có mùi thuốc lào hăng sặc, nhưng cũng chưa ai tỏ ra khó chịu vì điều đó. Có những người đàn ông đã yêu chị vì chưa ai chê chị vì cái mùi thuốc lào. Vậy là chị Thoàn cứ hút thuốc lào, uống nước chè xanh và yêu đương từ thuở 18-20 cho đến khi chị đã ngoài 50 tuổi. Năm chị Thoàn 32 tuổi thì chị rời làng đi làm công nhân ở miền Tây quê tôi. Chị làm ở công ty khai thác khoáng sản. Trong thời gian làm công nhân xa nhà, không biết chị có mấy mối tình nhưng chị vẫn không chồng, không con. Lần nọ, chị về quê ăn Tết với gia đình chú Hanh, người anh ruột duy nhất của chị. Ngày mùng 2, gia đình tôi đang ăn bữa cơm chiều, cúng tiễn ông bà, thì thấy chị Thoàn bước vào nhà, tay chị cầm một túi quà và đi bên cạnh là một anh bộ đội đeo quân hàm trung tá. Sau khi mời hai người cùng ngồi vào mâm cơm uống chén rượu xuân, thì bất ngờ anh trai tôi thốt lên, Kiên, có phải Kiên xe một đó không? Rồi hai người ôm choàng lấy nhau sau phút giây ngỡ ngàng. Thì ra, người yêu chị Thoàn và anh trai tôi là đồng đội cùng một đơn vị ở Campuchia vào năm 1979. Hai người bạn bất ngờ gặp nhau rồi cùng ngồi hàn huyên không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện xưa chuyện nay, ai còn, ai mất. Ai còn ở trong quân ngũ và ai đã xa quân. Ai thường xuyên gặp được nhau và ai còn chưa liên lạc được. Sau khi chờ cho hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau qua đi giây phút bị xịn bất ngờ, chị Thoàn bèn giới thiệu. Báo cáo với hai bác và các anh chị, đây là anh Kiên đóng quân ở gần công ty cháu. Chúng cháu định ra năm thì tổ chức hôn lễ. Chúng cháu mời hai bác và các anh chị đến chung vui với chúng cháu vào ngày. Xét về vai vế họ hàng, chị Thoàn là em con chú cùng chung lòng can với chúng tôi. Chị Thoàn gọi tôi là anh, nhưng vì chị lớn tuổi hơn tôi nên tôi vẫn gọi là chị. Chị Thoàn thì vẫn gọi tôi bằng anh theo phép tắc họ hàng, nhưng đôi khi chị vẫn gọi tôi bằng tên, nhất là khi gặp nhau nơi không có bà con họ hàng thân thích. Anh Kiên là phó trung đoàn trưởng. Anh Kiên khóa vợ đã hơn 3 năm. Trong một lần hai cơ quan tổ chức giao lưu văn nghệ, chị Thoàn và anh Kiên quen nhau, dù chị dẫn anh về ra mắt họ hàng. Nhưng rồi, sự đời lại thêm một lần nữa trêu ngươi chị. Anh Kiên mất đột ngột trong một lần anh dẫn đoàn cán bộ chiến sĩ đi cứu hộ đồng bào sạt lở đất ở công trình thủy điện. Sau đau thương đột ngột đó, chị Thoàn xin về làm công nhân tại công ty gần nhà. Năm đó chị Thoàn ngoài 40 tuổi. Gần công ty của chị Thoàn có một khu du lịch sinh thái của một đại gia tầm cỡ. Vị đại gia này ngoài nổi tiếng vì thương hiệu và danh tiếng của một người làm ăn lớn ra, thì ông còn nổi tiếng vì thường xuyên hút thuốc lào. Lần nọ, chị Thoàn và đồng nghiệp của mình đi tham quan ở khu du lịch sinh thái của vị đại gia đó. Chị Thoàn bắt gặp vị đại gia đang ngồi hút thuốc lào và chị mạnh dạn lại xin hút một điếu. Gần chỗ hai người đang ngồi hút thuốc lào là chiếc Rolls Royce màu thuốc lào. Vâng, thuốc lào, người hút thuốc lào và chiếc xe màu thuốc lào trị giá hàng chục tỷ. Tất cả cùng chung một màu như hòa quyện trong một buổi chiều mùa thu, màu trời ong ong sắc nắng. Trong chuyến tham quan đó, chị Thoàn quen rồi tiếp tục yêu một người. Anh này hơn chị Thoàn 20 tuổi. Hai người về sống với nhau như vợ chồng. Anh là thương binh, vợ mất và các con thì đã trưởng thành.
mỗi lần anh đến với chị Thoàn là mang theo một bó củi, một bó chè xanh và tất nhiên là một gói thuốc lào loại ngon. Quê anh này ở miền Trung Du, chè xanh nhiều, thuốc lào trồng được và chị Thoàn cũng không cần phải giống người yêu chuyện hút thuốc lào nữa. Hai người tổ chức lễ cưới và về sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ của chị Thoàn ở bên cạnh nhà chú Hanh. Họ sống với nhau thật tình cảm, hạnh phúc. Hồi này chị Thoàn đã 50 tuổi, anh Thống chồng chị còn 5 người con riêng. Trong đó có 4 người đã lập gia đình, còn mỗi người con út mới vào đại học. Thỉnh thoảng, người làng lại thấy các con riêng của chồng đến thăm hai người tại nhà mẹ kế. Chị Thoàn cứ đi đi về về, khi thì ở nhà mình, khi thì ở nhà chồng. Chồng chị không có lương nên hai vợ chồng họ phải xoay sở chắt bóp lắm mới đủ tiền nuôi đứa con út học xong đại học. Anh này học xong về làm giáo viên ở gần nhà. Nhận tháng lương đầu tiên, anh mua tặng cha và mẹ kế mỗi người một bộ quần áo. Chị Thoàn mặc chiếc áo mới được con tặng, gặp ai cũng khoe, khuôn mặt chị rạng người hạnh phúc. Người con thứ của chồng chị Thoàn đang làm công nhân ở công ty may gần nhà thì bị mất việc do cô này sức khỏe yếu. Chị Thoàn đã làm đơn đề nghị Liên đoàn Lao động huyện can thiệp và cô này được ở lại làm bộ phận khâu tay nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe hơn. Cuộc sống êm đềm trôi đi và người ta mừng cho chị tuy không có con nhưng hạnh phúc với một người chồng rất mực yêu thương vợ và các con riêng của chồng coi chị như mẹ ruột. Nhưng rồi một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc, chị Thoàn đã vĩnh viễn ra đi. Chị Thoàn mất sau khi phát hiện ung thư phổi mấy tháng. Không biết có phải do chị nghiện thuốc lào mà mắc chứng ung thư hay không, nhưng chị đã ra đi mãi mãi. Công ty kết hợp với địa phương làm lễ an táng cho chị thật chu đáo. Lễ tang chị Thoàn diễn ra trong ngôi nhà mà công đoàn công ty tặng chị vẫn còn thơm mùi sơn và màu ngói mới. Những người con riêng của chồng chị cũng đau lòng chẳng khác nào ngày mẹ ruột của các cháu ra đi. Khi tôi viết những dòng này thì chị Thoàn mất đã 3 năm. Chị Thoàn ơi, bát nước chè xanh tôi mới rót ra vẫn đang tỏa khói. Bóng chị vẫn còn ẩn hiện ở đâu đây? Câu chuyện tiếp theo, Cây trái đơm hương của tác giả Trương Thị Trung. Cho cô hỏi, đây có phải là nhà chú Phương không cháu? Thằng bé ngưng tay bỏ sở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức. Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống. Cô tìm bố cháu có việc gì không ạ? Cháu là Bình, con trai bố Phương đây ạ. Chỉ mới nghe thằng bé nói thế thôi mà Thùy khựng lại. Bao nhiêu xúc cảm ứ đọng lâu ngày như có cơ hội bung lên. Thùy mấp máy chẳng thể mở lời. Cô đưa bàn tay run run vuốt ve đầu thằng bé, mắt đỏ hoe. Cô ơi, cô làm sao thế ạ? Cô ơi. Thằng bé liên tục kéo tay Thùy hỏi nhưng cô chẳng thể trả lời. Thằng bé nhanh nhẹn kéo chiếc ghế gỗ đã cũ, chi chít nét chữ nó tập viết trên mặt ghế. Bà hay ngồi xót ly nước lao vối mẹ nó sắc để sẵn nơi góc bàn mời khách. Người phố có khác, cái tóc, cái tay chải chuốt, tô vẽ đã đành, đến cả cái miệng cười cũng như được trau chuốt cẩn thận, không như những người nơi vùng quê này đã không cười thì thôi, chứ cười là phải cười to, cười một cách thoải mái nhất, như thế mới sướng. Thằng bé quay ra khi nghe tiếng con vàng đánh đuôi mừng ngoài ngõ. Mẹ cháu về rồi. Thằng bé nói rồi chạy ra đón mẹ. Nó xoắn xít kể cho mẹ nghe về vị khách vừa từ thành phố về tìm bố Phương. Từ trong nhà, Thùy nhìn ra, cảnh thằng bé 6 tuổi tóc vàng hoe vì nắng, xíu xít đón lấy quả na trên tay mẹ, rồi tụt lại phía sau cùng con chó vàng. Nó ngồi xuống gốc sân đoạn định ăn thì như sực nhớ ra điều gì đó. Thằng bé vội vàng bẻ đôi quả na, một nửa, nó lại bẻ đôi đem đưa mẹ một phần. Phần nữa, nó chìa về phía người đàn bà lạ mời. Cháu mời cô ạ, rồi lại chạy tót ra sân cùng đám bạn. Chị tìm nhà tôi có chuyện gì không? Chị là người quen của nhà tôi ư? Thực ra tôi là Thủy. Ấp úng mãi, Thủy mới nói ra được tên mình. Chị là chủ công ty,
nơi ông xã tôi làm việc trước đây ạ. Tôi ơn chị nhiều lắm, những năm qua nhờ có chị đã thương mà mẹ con tôi cũng bớt vất vả nhiều. Thằng bé sắp lớp 1 rồi chị ạ. Đó là việc tôi nên làm mà, nhưng chị không trách em sao? Sao tôi có thể trách cô, duyên phận con người. Chị định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Hai người đàn bà im lặng hồi lâu, không ai nhìn ai. Ngoài ngõ, tiếng bọn trẻ gọi nhau đi tắm sông vẫn xíu xan. Tiếng lợn con chạy theo mẹ đòi bú, hòa với tiếng lũ gà đang sục sạo bới vào góc sân tìm ăn. Chị vẫn còn bận tiếp khách nên chưa có thời gian cho chúng. Mùi hương thiên lý vẫn tỏa ra dịu nhẹ. Chị đứng lên, vén tấm rideau cũ màu. Phía sau là chiếc bàn thờ nhỏ với tấm hình chân dung của người đàn ông. Đôi mắt của hai người hoe đỏ. Bao năm qua, người đàn bà quê vẫn âm thầm bươn chải nuôi con, nhiều đêm côi cút trong căn phòng vắng bóng đàn ông, nhớ chồng, ngắm nhìn khuôn mặt con thơ trong cơn say ngủ, nước mắt chị lặng lẽ rơi. Bao năm qua, nơi xa xôi, thì cũng bôn ba để gây dựng nông trường, hoàn thành khát vọng của cô và Phương. Anh đã vội đi khi ước mơ còn dang dở. Trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi say dứt khôn nguôi với vợ con anh. Thủy và Phương là bạn thân cùng học chung thời đại học. Sau tốt nghiệp, đã xin vào làm cùng một công ty. Sau 3 năm làm kỹ sư nông nghiệp cho nông trường chuối, thì Thủy quyết định tách ra gây dựng sự nghiệp riêng, mời Phương về làm cùng mình. Thủy chịu vốn, Phương lo phần kỹ thuật. Thân con gái, ở đất khách quê người, lại chọn cái ngành nông nghiệp để khởi nghiệp, không tránh được những khó khăn ban đầu, nhưng hàng ngày nhìn thấy những món thực phẩm bẩn, trái cây bị ngâm tẩm thuốc, dùng chất hóa học quá quy định, vừa độc hại mà giá sản phẩm lại rẻ bèo, thì khát khao gây dựng được một nông trường cây ăn trái sạch, không chỉ để cung cấp nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường các nước phát triển. Cô dồn hết số tiền tích góp được, thế chấp miếng đất mà bố để lại, lấy vốn gây dựng nông trường trái cây. Phải nhờ thêm cả bộ đội biên phòng ở địa bàn giúp đỡ, thì Thủy mới có thể thuê được 30 hectare đất để quy hoạch thành nông trường trồng trái cây. Tâm lý của người dân bản địa bao giờ cũng lo sợ rằng người vùng khác đến làm kinh tế sẽ lấn dân, lấn làng, rồi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nên đã mấy lần họp thôn, họ đều phản đối việc nhà nước sẽ quy hoạch một nông trường gần với làng xã của họ. Thủy đã đứng ra cam kết trước dân làng về việc đảm bảo an ninh trật tự, kinh doanh đúng quy định. Đặc biệt cô hứa khi nông trường đi vào hoạt động, sẽ tạo việc làm cho người dân trong vùng bằng hợp đồng lao động rõ ràng, đóng bảo hiểm y tế và mọi chế độ đầy đủ. Nếu con em bà con đi học tốt nghiệp các ngành nghề có liên quan, sẽ ưu tiên tuyển dụng trước. Bằng sự thiện chí của mình, Thủy đã tạo được niềm tin với già làng và người dân. Cô khấp khởi nhìn khu đất mình vừa thuê, màu đỏ ba san dàn trải vượt tầm, nối liền phía xa là thấp thoáng bóng núi đồi trùng điệp. Thủy ngủ quên bên bàn làm việc, Phương nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ. Chú mèo mướp bị động, tỉnh giấc kêu mấy tiếng meo meo rồi nhảy tọt lên chiếc ghế sofa, cuộn mình trong chiếc áo khoác của cô chủ. Nó đảo mắt nhìn Phương mấy giây rồi yên tâm vùi đầu ngủ tiếp. Phương tắt đèn, khoác lên người Thủy tấm chăn mỏng, ôm máy tính ra ban công, ngồi tiếp tục công việc. Đêm rót xuống không gian màu vàng vọt của trăng bị che lấp quá nửa bởi đám mây. Tiếng côn trùng vọng về từ đồng xa, ngôi làng dưới thung chìm vào giấc ngủ, thi thoảng có tiếng gà gáy len lỏi vào tiếng gió lao xao. Phương ngưng suy nghĩ, anh ngửa cổ, hít một hơi dài căng lồng ngực, có thứ mùi gì đó thân thuộc vàng vất quanh anh. Mùi đồng quê, thứ mùi hương gắn bó với anh suốt bao năm tháng tuổi thơ, thâm lừng sơm xạ sau mùa gặt, khen khét khói bay tỏa mỗi sớm mai từ những căn lều tranh, ngay ngáy hăng của bùn non. Anh nhớ bóng dáng người vợ tảo tần nơi quê nhà, nhớ đứa con bé bỏng vừa tròn tháng. Bao cảm xúc ứ đọng nơi trái tim cứ thế bung biêng khơi dậy trong lồng ngực. Dự án này của anh và Thủy nhất định sẽ thành công. Khi nông trường được phủ xanh màu cây trái, mọi thứ ổn định, anh sẽ đón vợ con lên ở cùng. Nguồn động lực lớn nhắc anh về những bản kế hoạch sắp tới, anh trở vào. Trăng đã xuống từ khi nào,
chỉ còn lại vài vì sao xa lắc trên bầu trời. Càng nguyên mùa nắng, những chiếc máy cày đều đặn cày xới hết đường cày này sang đường cày khác. Nhân công đa số là người bản địa, họ mừng vui khi có thêm công việc. Ai nấy đều hăng say làm việc, người đào hố, người dọn cỏ, người sắc vôi. Sáng Thủy nhỏ bé trong bộ đồ bảo hộ màu xanh da trời ám bụi, cần mẫn đốc thúc công việc. Bao giờ Thủy cũng đến và rời nông trường muộn ngày, khi công nhân đã tan ca về hết. Thủy đang hướng dẫn công nhân về cách bỏ vôi để xử lý đất, thì bác bảo vệ nông trường chạy đến, vừa thở vừa nói không ra hơi. Cô Thủy ơi, anh Phương bị tai nạn rồi. Thủy bỏ việc, vội vàng chạy theo bác bảo vệ đến chỗ của Phương. Khi lái xe công nông phụ chở vôi xuống lô cho công nhân, xe bất ngờ gặp sự cố không thắng được, bị trượt hố, lật xe. Phương bị bánh xe trườn qua người. Cô cùng mọi người đưa Phương đi cấp cứu. Trên đường đi, anh cứ nắm lấy tay Thủy và nhắc đến vợ con mình. Có lẽ đó là điều mà anh day dứt nhất. Thủy nức lên thành tiếng khi anh vừa đặt vào tay cô cuốn sổ tiết kiệm, nhờ cô đưa lại cho vợ anh, rồi cứ thế buông tay cô mà nhắm mắt. Bầu trời ngoài kia xám xịt mây, gió bập bùng khua khoắng. Mùa chuyển, cơn mưa đầu kéo đến sau những trận dông như tốc trời lở đất. Mới đó mà cũng gần 6 năm trôi qua rồi. Ngày anh ấy đi, thằng bé chưa đầy tuổi. Chị quay mặt đi để lảng tránh Thủy, như sợ chỉ cần nhìn thằng bé thêm một giây nữa thôi là chị sẽ lại rơi nước mắt. Thủy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò để những nốt đồi mồi của chị. Cô cũng không kiềm chế được xúc động. Phương đi, để lại mình em với nông trường, mãi tới bây giờ mới có thể thu xếp tìm về với chị. Tôi hiểu mà, tôi mừng vì chị đã hoàn thành được ước mơ mà chồng tôi còn bỏ dở. Lần này em về, xin chị thu xếp xem có thể đưa cháu lên thành phố sống cùng em không chị. Nông trường nay đã vào nề nếp, em cũng mới gây dựng thêm chuỗi cửa hàng cung cấp trái cây sạch. Chị lên đó với em, chị em mình tiện bề chăm lo thằng bé. Cảm ơn cô Thủy, nhưng mẹ con chị quen với cuộc sống ở quê rồi em ạ, chị chẳng xa được đâu. Không đợi Thủy nói hết câu, người đàn bà đã ngắt lời. Chị nở nụ cười để Thủy không phải áy náy thêm vì việc Phương ra đi. Không thể thuyết phục được vợ con Phương lên thành phố cùng mình, Thủy đành thôi. Cô rút từ trong túi ra tập hồ sơ. Đây là gói bảo hiểm em đã mua cho chị và thằng bé. Em gặp được chị rồi, em gửi lại chị. Xin chị nhận cho em an lòng nhé chị. Bao năm qua, cô đã lo cho thằng bé đủ cả. Xin chị đừng từ chối em. Em được như ngày hôm nay cũng một phần là nhờ công sức đóng góp của Phương. Chị cầm lấy cho em vui. Tìm được chị rồi, sau này em sẽ thường xuyên về với chị hơn. Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, nhìn thằng bé hồn nhiên chơi đùa trước sân cùng các bạn, Thủy thấy lòng mình như chút bớt được phần nào những canh cánh đè nặng bao năm nay. Ánh nắng hắt lên đầu bọn trẻ theo từng đường xẻ quạt từ vòng lá, khoảng đất trống trước nhà rộn tiếng cười nói. Nhìn sang phía bên kia, cách triển phi lao là con sông nhỏ ngăn làng với những ngọn đồi. Mờ mờ những chõi đất thoai thoải dưới chân đồi sàn trải đang bị bỏ hoang, lọt vào tầm mắt Thủy. Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ về màu xanh của một loài cây trái nào đó. Dưới tán cây là dáng hình của người nông dân nơi mảnh đất này đang cần mẫn vun trồng, chăm bón. Thằng bé Bình sẽ là kỹ sư. Tự dưng Thủy thấy lòng mình len lỏi niềm vui. Cao nguyên vào mùa, Thủy kiểm tra email sau những ngày đi vắng. Trên bàn là tập tài liệu thư ký đã để sẵn. Cô rà soát lại kỹ lưỡng từng đơn hàng, chuyến hàng xuất, container nào đã cập cảng, container nào chưa. Cô kiểm tra kỹ tên từng người trong bảng đề nghị thanh toán lương, kế toán trình, duyệt tăng lương, thưởng cho những nhân viên xứng đáng. Trong số đó, cô chú ý đến cái tên Huỳnh Minh Nhất. Tháng này, số lượng khoán sản phẩm của Minh vượt chỉ tiêu được sao, Thủy thấy mừng. Nhớ lại ngày cậu rón rén đến nộp hồ sơ xin việc. Câu đầu tiên khi gặp Thủy không phải là trình bày hoàn cảnh, năng lực hay điểm mạnh như những người khác, mà cậu ngập ngừng mãi mới nói được câu: em vừa đi cải tạo về. Công việc chỗ chị vất vả, em có làm được không? Thủy không lặp lại lời Minh vừa nói, mà thay vào đó là câu hỏi ngầm đồng ý chấp nhận
khiến Minh rối rít cảm ơn. Từ khi nhận Minh vào làm việc, Thủy vẫn thường xuyên theo dõi, giúp đỡ gia đình vợ con cậu và cô rất vui bởi vì mình đã lựa chọn đúng khi cho Minh cơ hội. Gặp lại tập hồ sơ đã duyệt, Thủy tiến đến vén rèm hé cánh cửa sổ. Gió khẽ lùa vào mang theo mùi hương cây trái. Nông trường chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện được những sự ấp ủ của mình. Nhìn những con số về hoạt động xuất khẩu cây ăn trái, số phí đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho nhân viên, mường tượng ra những bữa ăn đầy tiếng cười chồng vợ, con cái của bà con bản địa khi mà có công việc làm ổn định, lòng Thủy dấy lên niềm vui khó tả. Thủy vô thức đếm đợi những vì sao lấp lánh trên cao và ngừng thật lâu trước một vì sao xa lắc đang đứng riêng một góc trời. Cô mỉm cười, nghĩ ngợi bâng quơ. Phần kết chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện ngắn Phía trước đường còn xa của tác giả Vũ Trường Anh. Thi ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Nhưng em không thể nào gọi nổi. Cổ em nghẹn ứ như có vật gì nén chặt, tay chân nặng trĩu, em u ớ choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, không dám chợp mắt, em thao thức suốt cả đêm. Ngày mai là ngày giáp năm của mẹ, thì chẳng biết tính sao đây. Em là con trai cả và cũng là con trai lớn duy nhất của mẹ. Nhà Thi có hai anh em gái Thi đang học lớp 8, Thi học 11, bà ngoại tuổi đã ngoài 80. Năm Thi chào đời, các cậu đuổi mẹ con Thi ra ở riêng. Bà ngoại thương tình cho miếng đất cạnh bờ ao, xung quanh toàn bụi rậm, treo leo giữa sườn đồi, quạnh hiu vắng người qua lại. Mẹ Thi dựng căn nhà tranh ở tạm, hàng xóm người giúp dạ, người giúp che. Nhà vách lá đơn sơ được dựng lên, bà ngoại ra ở cùng hai mẹ con. Ngoại nấu nước xông hơ cho mẹ, tắm rửa cho Thi. Thi nào hay biết gì? Thi lớn lên theo lời dị nghị của mọi người, tiếng chỉ chiết, mắng trời của cậu ba, mợ bảy. Mẹ Thi đẹp nhất làng, thủa ấy, biết bao chàng mê mẩn dòm ngó. Nhiều nhà đã dạm hỏi nhưng mẹ vẫn một mực chưa ưng. Mẹ phải lòng thầy giáo tiểu học. Thầy rất tài hoa, đêm đêm thầy đến nhà ngoại, tay ghề đàn cất lên giọng ca du hồn người. Mẹ Thi phải lòng thầy, họ thề thốt bên nhau chọn đời sang long bạc tóc. Sự đời, lời thề thường hay trắc trở để thử thách lòng nhau. Chú Hùng, người chú cùng quê, thấy mẹ Thi dễ thương, lại có tài ăn nói, đến rủ mẹ Thi xuống phố, phụ bán hàng, một mai sầu lên trông thấy. Mẹ Thi nghe lời, tạm rời khỏi chốn quê lên chốn thị thành, trông mong đổi đời, tạo dựng cơ nghiệp. Mẹ rời quê từ đó, và cũng từ đó, hình ảnh mẹ Thi không còn như xưa nữa. Bao lời đồn đại, mỗi lúc một phình to thêm. Khi sinh ra, mẹ Thi âm thầm nín lặng bao dòng nước mắt. Người ta gọi mẹ bằng những cụm từ khốc liệt, khó diễn được hết bằng lời trong đục chốn bụi trần ai. Thầy giáo tiểu học năm xưa, người yêu của mẹ, không chịu nổi, thầy bỏ nhà đi khi mẹ Thi đang mang thai Thi. Nghe đâu thầy vào tận miền Tây, trốn chạy cuộc tình vô thừa nhận. Thi không cha, Thi giận mẹ, Thi sống âm thầm cho đến một ngày. Thi nhận tin sét đánh vào lúc 3 giờ chiều, khi Thi đang cùng bạn bè ôn tập chuyên đề để ngày mai lên đường đi thi Olympic. Chiều hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, Thi vội chạy ra cổng trường, đầu không kịp đội mũ, thầy chủ nhiệm chạy theo. Thi còn nhớ lúc sáng Thi xuống trường, mẹ bảo Thi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cũng như mọi ngày, Thi chỉ chào mẹ bằng một tiếng cọc cằn, con đi. Thi đâu biết mẹ buồn. Sáng nay mẹ không khỏe, mẹ cố đi làm. Đã nhiều năm rồi mẹ nhịn ăn sáng, mẹ dành dụng tiền để sửa nhà, lo cho anh em Thi ăn học. Với đồng lương khiêm tốn của một công nhân bốc vác chẳng thấm vào đâu. Học phí mỗi năm một tăng, sinh hoạt phí ngày càng đắt đỏ. Cả đời mẹ khổ cực vì Thi, mẹ rất tủi thân vì muốn có Thi, mẹ bất chấp. Thi giận mẹ vì mẹ mà Thi là đứa con vô thừa nhận. Dù cái Thảo em Thi, nó là con ai?
bao lời đồn đại gần xa, Thi là đứa trẻ không cha. Lý lịch bạn học của Thi có mẹ có cha. Ngày họp phụ huynh vắng cha còn mẹ. Riêng Thi, mẹ đến rồi về. Thi không muốn có mẹ mà không cha. Nào ngờ chiều nay, Thi không cha, giờ cũng không còn mẹ. Chiếc máy xoắn gỗ níu lôi mẹ vào guồng quay của vòng xoay nghiệt ngã. Nó nghiền thân thể mẹ. Người ta cắt điện lôi xác mẹ ra. Thi về, cánh tay mẹ không còn. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào, cô gái đẹp nhất làng giờ chỉ còn đống xương tàn bên guồng quay của máy cắt. Từ ngày mẹ sinh Thi, mẹ không làm tiếp thị nữa. Cái nghề rót bia cho người ta uống đã làm mẹ khổ suốt đời. Mẹ chuyển sang làm công nhân. Nhà máy xăm gỗ mọc lên ở sát gần nhà. Mẹ về nộp đơn xin việc. Việc của mẹ là đưa gỗ vào dây chuyền cho máy vận hành cắt xẻ từng khúc băm ra xăm. Mẹ làm công nhân cũng được 15 năm. Lúc Thi mới sinh ra vừa tròn 6 tháng, giờ Thi đã vào lớp 10. Cái Thảo em Thi nhỏ hơn Thi 2 tuổi. Thi không cha, nó cũng lại không cha. Thi giận lắm. Ngoại buồn, các cậu giận. Mẹ Thi âm thầm. Mẹ chịu đựng tất cả. Mẹ sống vì Thi, vì em Thi. Mẹ mong sao các con lớn lên hiểu mẹ và thứ tha cho cuộc đời mẹ. Đám tang mẹ rất đông. Người ta đến thắp hương cho mẹ, ái ngại nhìn Thi. Thầy hiệu trưởng trường chuyên nơi Thi đang theo học viết thư kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho Thi. Thi lặng lặng cúi đầu. Thi đã quen với cảnh một mình. Và đêm nay cũng vậy. Giữa căn phòng chống lạnh, Thi ngồi dậy, nhìn vào di ảnh mẹ. Nếu không có cuốn sổ tròn tròn ẩn giấu nơi góc thùng phi đựng lúa, được con mèo lôi ra, đêm khuya chỉ mình Thi nhìn thấy. Thi đọc, những dòng chữ của mẹ viết gấp gáp, in hẳn lên tâm trí Thi. Bóng mẹ lại hiện lên. Người con gái năm xưa, tuổi mới độ trăng tròn còn bao ngây ngô khờ dại. Thủy, tên gọi của mẹ Thi, người đẹp nhất làng, giờ là cô gái tiếp thị của hãng bia Heineken, hãng bia sang trọng nhất trong làng bia thời ấy. Lúc đầu, chú Hùng nói với Thủy xuống phụ giúp chú quản lý nhân viên, coi việc chấm công, bảo ban chị em nhân viên nhiệt tình trông coi quán xá. Chú cho Thủy mượn tiền thưởng công hậu hĩnh. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, Thủy trở thành cô chủ quản lý đội bay. Thủy ăn nói có duyên, dáng vẻ thanh tao, thoăn thoắt, đôi bàn tay điệu nghệ. Đi như múa, nói như hát, khách ai cũng hài lòng, quán đông nhờ có Thủy. Hảo, người thầy giáo ấy bỏ đi, anh không chấp nhận người tình đi làm tiếp thị. Thủy âm thầm chịu đựng bao nỗi đau. Anh có nghe thấy không? Anh trọng danh sự, còn em trọng gì đây? Anh bỏ đi vì chữ thầy trong anh rất lớn. Em trọng tình yêu của chúng mình. Em đã hy sinh tất cả vì anh, vì hai đứa con thơ. Nó là tất cả của đời em. Còn anh có còn nhớ lời thề hẹn năm xưa? Nghe theo anh, em bỏ nghề tiếp thị. Em vì ai? Ai vì con thơ của chúng mình? Em ngỡ anh về, chấp nhận sống cùng em, cùng con. Nào ngờ anh lại ra đi. Giờ thì danh dự anh còn hay mất khi mảnh giấy nguệch ngoạc đôi dòng xin lỗi vì anh đã có vợ và 2 con. Anh có nghe không? Những đứa con anh không cha, nó trách mẹ đi làm tiếp thị bia. Nó là đứa trẻ vô thừa nhận. Em đã trở về với con người thật của chính mình, về với niềm hy vọng. Hàng ngày em vác từng khúc gỗ nặng hơn cả người em. Chiếc máy cắt chạy hết công suất rằng lấy sức lực em, bắt em phải theo. Em theo vì con, vì phận đời nghiệt ngã. Người đàn ông ấy không về, Thủy nuôi con không một niềm hy vọng. Giờ thì Thi đã biết mình là con ai, cái Thảo là con ai. Nỗi buồn của mẹ. Căn phòng chống lạnh, đêm gió luồn vào, xe sắt trái tim Thi. Ngực nhói đau. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, năm học sẽ trôi qua. Thi sẽ lên lớp 12, em Thi vào lớp 10 phổ thông trung học. Hai anh em có vào học cùng trường được không, chưa biết. Khi chiều, bác phân hội trưởng cha mẹ học sinh đến thăm, động viên Thi hãy cố lên, quyết chí lập thân. Phải biết vượt lên nỗi đau, mọi việc đang chờ Thi ở phía trước. Người đàn ông ấy tìm về, thắp nhang cho mẹ Thi. Thi không biết,
nghe ngoại lầm bầm, hắn tiều tụy trong bộ quần áo xốc xếch, khuôn mặt bơ phờ, lặng lặng cúi đầu bước ra khỏi cửa. Người đàn ông trốn chạy khỏi sự thật ấy làm sao đủ tư cách thắp nến nhang trầm cho mẹ. Ngoại nói thế, rồi bước ra đầu ngõ nhìn vào hư vô. Thi Vận ở lại trường, lo ôn luyện hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, mà có biết cũng vậy thôi. Là người đàn ông không được yêu đuối, lời bác phân hội nói vậy. Thi đứng lên đốt nhang cho mẹ, mắt Thi nhòa lệ. Mẹ nhìn Thi, đôi mắt mẹ ươn ướt giọt đời. Giọt thời gian làm Thi mãi hoài thao thức. Thi lật vở, ghi lấy đôi dòng: làm người không gục ngã, phía trước đường còn xa. Ngoài vườn, tiếng bà trống đã gáy gọi ngày sang.